Tại quốc lộ 1A trên đường đi, à quên, quốc lộ 26 trên đường đi Đắk Lắk thì chúng tôi không quên ghé thăm những cây ổi. Đây là gọi là những cây ổi chim rụng. Chim rụng có nghĩa là những con chim nó ăn những quả ổi chín như thế này, và chúng di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Đây, đây có một cây rất nhiều quả các bạn, đây, ăn trực tiếp. Tuyệt vời luôn. Chính nhất tuyệt vời rồi. Ăn quả xanh nó giòn. Mình phát hiện cây này từ phía xa và rất nhiều trái luôn. Mày có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ phía xa. Thêm nhân, hái đi, đây này. Đây, hái lên cho hàng ăn, đây này. Hái bỏ bị đi. Đấy, đây này. Đây này. Chưa, ngon chưa? Toàn vào ổi ngon, chín tại cây luôn đây này. Đấy, tuyệt vời lắm các bạn, ăn tại chỗ luôn. Không có thuốc sâu, thuốc bọ gì hết. Cái này là mọc ở ven đường các bạn nhá. Mọc ở ven đường. Ven đường quốc lộ 26. Đường lên Đắk Lắk. Mình lên đây mấy lần rồi và lần nào mình cũng đi ngang đường mình tìm những cây ổi như này để mình ăn. Một là chống đói. Hai là vì chúng rất ngon. Rất nhiều. Quá trời.